Rồi xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, buổi trưa nay gia đình nhỏ sẽ đi hái khổ qua rừng để về làm món ăn cơm chiều. Sau nhà Băng có trồng mấy dây khổ qua rừng nè, bữa nay nó có trái cũng đều đều rồi. Băng đếm cũng được mười mấy hai chục trái đó. Bây giờ mình với anh Quang với lại cô Tiên sẽ đi hái vô để chiều dồn chả cá rồi mình nấu canh nha. Rồi, hai cha con mình đi hái khổ qua. Có mấy trái nó già nó tét ra luôn đó chị. Cái vàng này là mình trồng vừa có đậu rồng mà vừa có khổ qua rừng luôn. Nè con nhìn mấy trái này nó nhỏ nhỏ chứ là nó già hết rồi đó. Cỡ mười mấy hai chục trái á băng. Ừ. Nè nó bên lớn đây là nó đủ độ của nó nè. Đây con. Ủa, cái này là vừa lắm rồi. Cái trái này là trái khổ qua rừng nè cả nhà, cho nên trái nó cũng nhỏ nhỏ chứ nó không có bự lắm. Nó xanh đậm hơn cái khổ qua mình á. Này là nó già hết rồi. Nó trúng trúng vô đây nè, tới nữa ra mấy trái nhỏ nhỏ này cũng còn nhiều lắm á. Trên đây hai trái này ăn được nè mà. Thấy nhỏ nhỏ chứ nó già hết rồi. Cái này mình cắt buổi trưa nó hơi nó không được tôm tùm. Xanh đậm ghê. Mấy trái này mà luộc hay mà chấm với lại hộp vịt rồng đào ngon lắm. Nhưng mà nó hơi đắng nha. Hơi đắng, nhìn cái màu là thấy cảm giác nó đắng nè. Bên kia còn qua với lại đậu rồng mình trồng một lượt mà cuối cùng ăn khổ qua trước, đậu rồng chưa có nữa. Nó nằm lẫn lẫn trong lá, khó nhìn quá hen. Cũng được mười mấy trái rồi, nếm mười mấy trái. Không biết còn được trái nào nữa không nữa. Có trái bên đây là mình quên cắt á, cho nên nó nở ra nè. Nó chín nó bung ra nè, chắc là mình sẽ lấy cái hộp để mình làm giống lại. Đâu, để được nhiêu đâu cô Tiên. Cô Tiên lấy gì chống trong mép không? Cho con cầm luôn á. Đâu mẹ coi coi được mấy trái. Nhiều đủ 2 tô canh chưa tụi cô Tiên? Con cũng không biết nữa. Đủ 2 tô rồi đó con. Giờ đi vô ha. Để cho cầm nha. Rồi vô làm đồ ăn cả nhà ơi. Vô Tiên ơi. Đây gia đình mình xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Lúc trưa Quang với cô Tiên có ra cái mấy cái dây mà khổ qua ở sau nhà chị Ly đó cả nhà. Thì mình có bẻ được mớ nè. Rồi bây giờ bữa nay Băng sẽ làm món ăn để gia đình mình cùng ăn cơm chiều ha. Cái khổ qua này là khổ qua rừng nè cả nhà. Nhà mình trồng nè mà không biết cái kích cỡ vậy là có đạt hay là không nữa. Tại vì mình không có xịt thuốc hay bỏ phân gì hết trơn á. Trái nó cũng nhỏ nhỏ nè. Mà bẻ được bao nhiêu? Nhiều đây, đợt đầu tiên luôn đó. Cái phần khổ qua này thì Băng sẽ dồn cái chả cá vô để mình hầm hen. Do là cái khổ qua nó cũng hơi ít cho nên Băng chuẩn bị phần chả cá hơi nhiều hơn nè để mình dò viên thêm á. Rồi cái phần ăn mặn á, đồ mặn á thì anh Quang có văn lưới được mấy con cá sặc nè. Rồi dưới Băng có mua thêm mấy con khô lù đù. Tại thấy cá sặc nó cũng hơi ít đó. Cái phần mặn thì mình hai phần này mình sẽ chiên ha. Tí nữa cá sặc này em cũng muối luôn, muối cho nó cứng cứng lại đó. Mặn mặn tí tương đồng với lại cái khô này nè rồi mình chiên. Rồi bây giờ mỗi người một tay ha. Chị Ly làm giùm em cái này đi. Làm hạt chả. Mẹ sắc hành đi mẹ. Mẹ sắc hành to. Còn chú Út là bữa nay là tổ trưởng tổ lật dao là chủ nhà hàng là phân công là làm qua bên tổ trưởng tổ bảo mẫu. Tại vì cô Tin bữa nay đổi lịch học là học buổi chiều rồi cho nên cô Tin không có giữ em Bon được. Ở đây Út coi cô Bon giúp. Rồi xong tí xíu nữa chắc là tới giờ cái nhà Út rước cô Tiên giùm con ha. 4 giờ. Bên đây thì bắt đầu mình thấy Băng chuẩn bị ướp cái phần cá sặc. Cá sặc này thì hôm bữa mình giăng cái tay lưới ở dưới sông nhà mình nè. Mình giăng lưới ba màng. Thành ra là dính toàn là cá sặc bự không à.
chứ không cái sặc này đa phần là các sặc bướm, các sặc điệp chứ không phải các sặc bướm. Thì trong đây Băng sẽ cho ít bột ngọt, hạt nêm với lại muối. Nhưng bữa nay Băng không ướp nước mắm, Băng muối cho nó cứng cứng, con cá nó mặn mặn á, nó giống giống như là cái khô luôn. Băng cho hạt nêm vậy đó, Băng cho miếng bột ngọt với lại muối vô hen, với ít tỏi để cho nó thơm. Lâu quá rồi không ăn cái con khô cá lục đù mà ăn nó chi bằng à. Sao ta nguyên chất gì nè. Con nha. Thích gạt ghi gì nấu cái chiên lên. Rồi có cơm nóng dù mình bới vô tô đi mình bỏ nó vô thôi. Nói vô thêm ăn là chảy nước miếng nè. Dạ lắm á. Thêm canh thêm khổ qua dồn thịt nó đánh đánh. Lúc vừa nó em thì cắt lúa mùa đó. Ăn có cá lù đù mà đâu được cá bự như gì. Dạ. Con chút chút thôi mặn nóng muối vậy. Dạ. Ăn cơm. Ngủ ăn cơm á dưới ăn canh bầu vậy đó. Dạ. Mặn lắm. Kho nước lỏng lỏng hả chị ha? Kho nè. Kho lạc lạc nước nước á. Trong đây chị ướp các thứ gia vị vậy nè. Chị cho bột nêm, bột ngọt, tiêu với tỏi phi. Chờ mẹ sắc hành thì bỏ vô miếng chi nhỏ. Cái phần cá này Băng ướp tỏi nhiều cho nó thơm. Tại vì cá này mình giăng lưới thì nó cũng ngọt, nó chết đó cả nhà. Xong mình muối muối nhiều cho nó cứng con cá nè, rồi tỏi nhiều, rồi có thêm phần tiêu nữa. Đó. Cái phần hành lúc nãy mẹ cắt là chị cho vô đây để mình nhồi luôn hả chị? Chị cho vô đây chị nhồi luôn cho nó đều. Dạ. Vậy là trong đây là đầy đủ rồi ha? Đầy đủ gia vị rồi đó. Dạ. Còn mấy bên đây là mẹ lật cái phần ngò gí để mà tí xíu nữa mình niêm canh nè hả mẹ? Thơm dữ dằn lắm. Rồi canh khổ qua mà lúc đầu niêm cỡ nào niêm mà chưa có cho rau niêm vô là chưa có đọc đâu. Cái phần rau niêm nồi canh hôm nay là mình có ngò gí nè, cần tàu với lại một ít hành. Thơm quá. Mẹ sắc là thơm tới đây à. Cái mùi này nó thơm. Đói rồi. Thơm dễ chịu, mùi này không thấy. Cũng đói rồi. Đó ngoài có chậm này nữa nè. Ngò gí hả mẹ? Gí cần tàu nè. Cái mềm mỏng. Con khoái bánh mì mà bỏ ngò gí vô lắm. Thơm. Cha chưa về đâu. Đau tay cha mày luôn đó, ở đâu bữa nay không có thằng tim con là vừa vui một cõi luôn rồi đó, không có cu tèn rồi. Cu tèn bốn giờ về hả con à? Không có chim, anh thấy yên mình quá chim đó. Xấu rồi. Mưa rồi. Nói nào làm hung đấy nè, nó bèo nó biếm đó, nói mưa nói nhiều nó hay lắm, nó làm nói ra đang không sửa hả phun ra con nói ba rồi, con gắng học thêm một tiếng nữa, ba rồi nó không chạy luôn á. ba con thêm gắng thêm một tiếng nữa, ba rồi ba rồi là tên của cha con đó. Lớn chưa con đó. Bên đây như cả nhà thấy là Băng đang chuẩn bị móc cái phần khẩu qua này ra. Băng cũng đã móc được một trái rồi. Thấy trái nó nhỏ nhỏ là gì chứ cả nhà thật mình thấy không? Cái hột nó già rồi. Già lắm già rồi. Nó đỏ trong ruột luôn rồi đó. Rồi móc cái này khó lắm á cả nhà. Băng mưa ngón tay vô mà nhiều khi không khéo khéo cái nó bị tét nữa đó. Tại trái nó nhỏ quá đó. Với lại bản chất mình nhìn cái trái khổ qua rừng này mình nghĩ chắc đắng hơn cái khổ qua thường lắm á chị Ly. Chị cũng nghĩ vậy đó. Cái cảm giác đều đều mà cái màu xanh đậm đậm vậy nè. Như cái trái này cả nhà mình thấy nè. Ồ. Đây là mình ăn thử coi. Tí nữa mình review thử. Khó quá Út, trái nhỏ quá. Chị lấy tay, chị không có lấy muỗng. Lấy muỗng thấy bự quá so với nó. Em cũng được nè. Con làm dung dung vậy đúng ha. Tại vì bữa nay mình ít khổ qua, nhiều chả mình làm vậy đi. Đó. Cũng dễ thương lắm. Bữa nay cái trái khổ qua nhỏ quá chắc không dính tới chiếc nhẫn được. Không dính được. Út nhồi xong cái có cái phần dầu, Út sẽ tha lên trên cho nó bóng bóng tí xíu. Một trái. Đẹp quá Út. Lụm. Út đẹp quá vậy? Khó bằng lợi ly hả? Dạ, dễ thương quá mà dễ thương quá à. Khó làm nhưng mà dễ thương Út nha. Cái phần này á chị Ly em nghĩ nhiều chắc mình nhồi nguyên cái nồi bự chắc êm lắm á. Tại nó hơi ít thôi á. Thật sự nếu mà mình được nhiều á. Nhiều quá. Dạ. Con nghĩ là đẹp nữa. Quông nói gì chị đang suy nghĩ mà đi Tết mà được ngày 30 Tết đó Quông ha, mình đòi khổ qua này nè. Dạ. Vừa ăn nó thiệt á chứ. Dạ. Khỏi dễ không? Út đầu tư tìm mấy chục giây nữa đặng canh ra ngày 30 ra trái Út. Đúng rồi, sao mình không làm vậy hết Út ha? Dạ. Với mấy cái này mình ra chợ là kiếm không có đâu, hiếm lắm. Hột đó nó rụng xuống nó lấy hột thả lên. Mình trồng đi, mình trồng số lượng gấp đôi gấp ba đâu lên.
một phần khổ qua cái mùa Tết là người ta chuộng nó lên giá, chứ cái thứ hai là cái mùa đó nắng không có mưa, thành ra trồng đầu tư rất là cực và khó, thành ra là mình có trồng đi nữa thì mình cũng phải xuyên tưới lắm cái mùa Tết đó, là nhưng mà tưới đây mưa. Dễ mà hầm kế bên. Dạ Út nói dễ á, bạn nhớ ghi chú lại phần này. Út chồng sao Út đi mất tiêu. Bồn mới lên chưa được 5 tấc đi mất tiêu. Tiêu luôn. Về là tại bồn muốn tàn luôn không? Tàn luôn. Về là bồn muốn đẻ luôn. Ồ thấy cái cảnh tụi con quay lên YouTube á. Ồ trời ơi quá mau luôn. Cái nồi khổ qua này là mini nhất từ trước tới giờ băng hầm nè. Cái thường thường khổ qua là mình làm là một nồi nhiều nhiều à, tại khổ qua hầm á là để ăn được lâu, mình bảo quản được lâu á, cái hâm đi hâm lại ăn. Rồi bữa nay nhà mình có nhiêu đây, mình bởi mình làm hơi ít nè, chắc được 2 tô hả bà? 2 tô, đủ 2 tô, 2 tô là đủ nhà ăn nè, với lại cái phần chả dư nữa. Ồ, xanh lên cũng đẹp quá chứ. Xanh ngắt luôn á. Này thì theo băng đón hầm khoảng lửa mà sôi ùng ục lên là khoảng 15 phút à. Cái cá sặc nãy, cá sặc này nè là dăng cái bữa mà không biết cả nhà có xem không, cái bữa mà kéo cá cha, cá dồi dưới hầm nhà băng nuôi đó, nhà cha mẹ băng nuôi đó. Cái này băng có nói là trời chuyển mưa đó. Là chuyển mưa đó là anh Long vừa xách ba con cá vô đó, cái là đi lấy lưới dăng nè. Mà rốt cuộc là trời không mưa. Nên không có dính mấy con cá bự, không cá không có chạy, dính mấy cá sặc này không à. Có con được rồi ha. Nó dần dần ra là được rồi. Để ra tí xíu nữa nó còn vàng thêm một ít nữa là vừa lắm luôn ha. Mình chiên hai mẻ, mẻ này với mẻ sau kết hợp với thêm ít khô cá lù đủ. Chiên về luôn. Ở trước cửa nhà băng á, ở dưới sông á thì cá sặc điệp thì nhiều nè cả nhà, còn ở trong vườn mà thường mùa con đi văn lưới hoặc là đặt rờ đó là con cá sặc bướm. Cá sặc bướm thì ăn nó sẽ ngon hơn con cá sặc điệp này nữa nè. Ăn cơm được ở qua chín dĩa cá rồi, không cần món kia đâu, ngon quá. Cá mập mập không à? Êm êm ha. Mình sẽ cho vô phần còn lại với nha. Vàng đều rồi nè, băng gấp ra ha. Sao hồi nhỏ anh thích ăn cá chiên, cá muối gì nè. Hồi lớn anh cũng thích nữa ta. Cá sặc là ăn cá nhà quê chứ thật sự mình chế biến những món gì ăn cũng rất là bắt cơm đó cả nhà. Canh chua, bông súng, cá sặc nè. Rồi muối chiên vậy ăn mắc cơm lắm. Cái nồi canh nè. Rồi cái phần chả nó cũng chín rồi nè. Băng cũng thử lại cho vừa với lại khẩu vị của gia đình băng đó. Băng nhắc xuống nha. Mình sẽ cho vô đây một ít tiêu ha, tiêu cho nó thơm nha. Mình cho một ít tỏi phi vô. Mình sẽ cho một ít hành nè, rò rí nè. Qua đóng tiêu hết trơn rồi.
Rồi mình chuẩn bị mời cả nhà ăn cơm. Bữa nay gọi là màu bén đó. Rồi mình xin mời cả nhà ăn cơm chiều cùng với gia đình mình nha. Rồi xin mời cả nhà. Rồi xin mời cả nhà ăn cơm. Xin mời cả nhà ăn cơm. Xin mời cả nhà ăn cơm. Mình chơi nguyên trái luôn rồi. Dạ nguyên trái đi. Dạ. 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 Ừ. Trái này nó nhỏ hả? Rồi mình thử đi. Chưa cái độ bụng chưa tới. Ừ, vừa ăn. Cái này mình để gì cho nó thấm một cái. Gớt ra luôn rồi. Gớt cái phần vỏ ra. Nó thử đi, nó đắng dữ không? Nè, nghe cà men nó hơi nhẫn nhẫn, ăn thử rồi nó sao? Không. Ờ, đúng rồi. Uống đắng không? Sao không? Nó hơi đắng hơn hủ qua của mình hay ăn hàng ngày. Vậy ha? Nhưng mà như vậy mới đủ đô anh nè. Vậy ha? Ngon lắm. Hồi nãy con thử là cái nước con nói với mọi người là cái đắng này cũng gắt gao lắm ạ. Nghe ông băng nói rất gao. Anh phải biết sao không đắng nhau. Chị sợ phải không? Ừ, nghe ông băng nói rất gao, nhát nhát miệng cắn nhưng mà được. Em ha. Ừ. Nghe là nó đắng hơn khổ qua mình thôi chứ nó ngon lắm. Cái độ đắng của nó giống như mấy trái hủ qua đèo của mình vậy đó. Dạ. Tại mình cắn chung vậy đó, cái lớp khổ qua này nó mỏng nè, rồi cái miếng chả mình dày á, rồi nó mất đi cái độ đắng. Ăn vỏ không á nó mới ăn vỏ không. Con trai thấy như cái vỏ nó mỏng hơn. Tao ăn vỏ ăn gì hả? Thử ăn cái vỏ riêng được rồi đắng biết liền à. Êm đắng. Ngon êm. Hủ quay lắm đi con. Dạ. Chấp nhận được. Chấp nhận được. Đó với anh chấp nhận được. Anh ăn bán hủ quen. Ừ. Không quen lắm. Khô kìa, quá ngon kìa. Cái tô hủ qua mà nhìn trái nhỏ nhỏ nhìn thấy cưng sợ. Nên được sao thịt bò. Cho bỏ luôn á. Cái thịt nó giọt. Nó rụng xuống hả lên. Khô mặn. Mặn mặn, ăn cái cơm trắng đã đó. Khô này là nãy bằng không ngâm nước luôn. Cho nó mặn ăn với cơm trắng. Thêm lắm. Vậy giờ thích vậy đó. Dạ, thà mình ăn cắn từ từ vậy mà mặn ngon. Mà khô giờ không mặn hồi xưa đâu. Dạ. Xưa ngoài lắm muối luôn, anh về phải rửa mà còn lắm muối. Dạ. Muối chắc để được lâu hơn hay mẹ? Không biết làm sao. Nếu ai sợ mặn ha. Con giấm đường á. Dạ. Con chiên xong rồi. Con đổ vô luôn, con xào lên nó rút vô. Dạ. Giấm đường mà băng làm giống những lần trước gia đình phải cái thật mà úp chơi thơ như này mà chiên ngon. Đã. Bẻ miếng khô. Khô anh không? Thử nó mặn dữ không? Không có ngâm nước không gì hết. Thịt quá thịt ha. Không mặn. Ừ. Nó mặn hả? Không, mặn thì có mặn thiệt đó. Nhưng mà ăn với canh hủ qua quá trời êm luôn. Canh hủ qua vô mắm cho em ăn rồi. Thánh đó. Nước hủ qua nó đắng nhưng mà nuốt vô xong nó ngọt đã. Ừ, nó cũng đắng rồi. Ừ, nó cũng đắng. Dạ cái gì anh? Bớt cho. Bớt. Cần bớt lần khó hết trơn. Đây dùng luôn hả? Bớt làm khó có bớt làm không thôi. Chả dai ha. Chị đi quá trời nhồi luôn. Dai quá trời dai. Chả không mà không có thịt vô mà. Đúng không? Nãy trong khi chờ đợi ông Út rước Putin về đó. Rồi cứ nhồi nhồi hoài chờ ông Út. Dai. Ngán cái vụ mà đập chả, con ngán vụ đập chả lắm. Ở nhà ăn là anh Khải nhồi không mà bữa nay anh Khải đi làm. Bữa nào mà đang giận tức trong người, đập chả mày đã. Giận làm không? Mày nè không?
hay. Cá mập mập không? Cá bữa mình giăng lưới đúng không? Vậy đẹp quá trời ha. Bự cá sặc con nào con lấy bự quá trời luôn. 8 con á, đếm á. Nói đầu á, con bự bự không. Cá sặc này mình chiên gì dễ ăn, chứ kho rồi nó hơi xương. Cá rô bụng nó ăn mới đã. Tôi như một nắng hả? Như một nắng rồi đó. Hồi nãy cá sặc này á, là khi mà mần xong rồi đó, cái em đi vô trong nhà em thay đồ. Nói cái giờ cũng như một món. Dạ. Cái con sợ ngoài này con chó nó lụm. Cái em mới để lên trên cái lưới mà trên dàn bầu á. Cái nắng đầu cũng tiếng mấy á, nó cũng hơi dập dập lại. Mà nó gắt gao lắm cũng dạ. Như là một dạ. Vô tình chó đó. Có công nhận phải đi. Tìm được tập của Putin đó. Rồi. Nó thao mà vườn mấy đó. Dạ, ông ngoại đem vô 2 cuốn luôn. Đã thêm được. Hòa quyện ha. Giờ để bên con rồi. Đúng rồi. Đã lệ rồi, bà chén mình đã. Bà mở bữa nay hết cơm mà, bà hết cơm mà. Bữa nay cơm bao ngon. Khô vẫn mặn luôn rồi, không em gì? Cái nước hồi nãy em thử là thấy nó đắng đắng mà nó thơm thơm. Cái mùi nó qua gan nồng nặc luôn á. Đã lắm. Đắng đắng mà thầm thầm. Đắng không không đắng lắm đâu. Ăn được, anh ăn được rồi mà. Dạ. Ừ. Anh ngại đắng lắm mà ăn được mà. Như Út nói vậy nó có cái hậu. Dạ. Cái hậu ngọt. Hình như đắng cũng như nó dẫn thôi. Nó có cái hậu ngọt đã. Xuống cái ăn cơm xong nó uống nước vô. Đã dạ. Lắm ngọt lắm. Để đợt sau gộ gộ cái mình làm cái vụ trà bông hả Út ha. À. Bữa nào mình phải cái này làm trà bông là tới à. Tới à. Tới à. Tới đắng nha. Ừ, ngon lắm á. Chưa chắc. Chưa chắc lắng. 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 Bỏ trong tủ lạnh ăn bán không bán đắng. Ngon đắng. Dạ. Bữa nào mình lựa bữa nào mà đẹp đẹp trời á cái mình làm món đó mình lai gai. Lắc phê đã hả? Chứ không phải mua dầm hả? Ngân đá luôn á, ngân đá luôn á. Dạ, mình bào ra mà mình để ngân đá cỡ 1 tiếng đồng hồ mình đem ra mình ăn. Đi nhậu nhẹt đồ với đội kêu món đó anh giờ anh nhớ vẫn đắng. Gì hả? Anh sợ đắng á thì anh ăn cái trà bông hơi nhiều một chút. Không anh ăn trà bông không à. Dạ. Ai ngồi kế anh gửi ăn hôm qua không gắt chết luôn á anh trời. Khô là chị Ly còn dưới đây nè, đây nữa là chị. Chị Ly thích khô lắm. Nãy giờ chị ăn muốn hết một con khô rồi. Không mà mặn mặn gì ăn, nó dưới cành nó bắt. Ăn thấy cái sạch, sạch ngon quá. Cái cá này nó xe mặt lại nó cũng dai dai. Ừ, dai. Tại mình có phơi á. Với lại cái nãy con ướp với lại muối hột. Hơi nặng tay một chút. Ăn thơm không băng ăn luôn á. Vỏ mỏng dễ ăn. Mau mềm sợ luôn á. Mà em thấy anh Khải, không biết anh Khải còn nhớ không nha. Cái video mà em làm lúc mà có hai đứa em thôi. Em với Bông là lẩu mắm bông lục bình. Rồi có làm cái củ qua này mà dồn chả vô có ngủ anh Khải với chị Ly Găng á. Mà em nhớ hình như là nó dày hơn. Cái vỏ nó làm như bộ dày hơn. Đó, anh nhớ là nó nhỏ hơn cái này. Không. Cũng bự. Hơi cũng cỡ này hơi bự hơn chút anh Khải ơi. Anh nhớ là nó màu xanh, nhỏ hơn tí. Không, nhỏ hơn nó bự hơn. Bằng cỡ này hơn. Cái phá lệ nè, chén thứ tư nè. Mà ăn đợt đó hình như anh nhớ ăn cũng không có đắng lắm. Dạ. Ừ, ăn cũng không đắng lắm hay là tại mình có mắm. Em thì em nhớ là đợt đó không đắng bằng đợt này. Nhưng mà vỏ thì nó dày hơn. Làm như cái đó là người ta trồng người ta cho nở ra hay sao? Không hiểu sao. Dạ. Cái này thì vỏ nó mỏng khác nữa. Dạ. Cái này cũng là khổ qua rừng nhưng mà nhiều loại lắm. Có loại bằng khoảng như trái mùa u. Còn ba là có bị lớn nữa hả? Dạ. Rồi có một loại dài khoảng một gang tay con nữa. Cái này nè, ông có đem về nè. Dạ. Đắng ghê lắm. Còn nước mẹ. Nước một cái luôn nha. Phần này combo thêm cho nó ấm chân gan nè, nhỏ.
mình hầm nó mềm ra cái nước nó mới ngon. Còn đi ăn quán công phần á, hầm không có được, dạ vừa chín là nó còn cứng quá, nó không có ra cái mùi khổ qua trong cái nước. Ăn giống như là canh bình thường, là canh ngọt ha. Nước không có đậm. Đinh công phần hai món này không bao giờ anh ăn. Một là khổ qua, hai là canh chua. Canh chua nấu á đù lắm, kỳ lắm. Nó không chua mà nó không ngọt phải không? Ừ, nó không chua thôi. Không có đậm vậy. Nhầm người nấu lẩu chua cũng vậy đó, nhầm người đa vậy đám á. Lẩu chua nhầm người nấu ngon, nhầm người nấu ngon. Lẩu chua thì phải thịt chua. Thịt chua, ngọt, chua. Ngọt, ngọt lại. Người lớn lớn là lỡ, không chua mà không ngọt nữa. Học theo Carmen là làm trái combo. Này gọi là bonus thêm. Bonus thêm. Trước khi sức ngủ.